Em ơi. Đi đâu? Đi đi con, đi đi. Đấy đi đi. Úi giời, đi hăng chưa? Chú Nhung say rượu này. Đừng đứng, để em tự đi, con đừng đẩy như thế. Đẩy thế đau chân em. Để em đi, để em tự đẩy, đẩy đi chứ. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra vì nó không nghe lời đau chân em. Bỏ tay ra chân ra. Biết nó không nghe lời đúng không? Đấy, để em tự đi. Con đẩy thế nó đau chân chứ. Để tự đi. Để im đấy. Lại bút cháo đi. Em ơi. Đi đi. Đi đi con. Để em đi đi nào, biết nào. Đi thổi đâu. Mít ơi, không chạy nữa. Mít ơi, mới ăn xong không chạy, con đau bụng. Đau bụng, đau bụng. Không chạy nhá, để em tự đi đi con. Đừng làm như thế. Tít ơi. Đi về chuồng đi. Tít đâu, đi về đây mẹ này. Về đây con, đi về đây. Nhanh. Không có bẩn không? Cái gì chân bẩn, tí về rửa đi, giống như trâu đất rồi kìa. Em làm gì đấy? Mời. Con lấy chân con đạp vào lưng mẹ đúng không? Cho con ăn đòn bây giờ. Hừ vừa. Em ơi. Yêu quá.